Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Tuần 33, bài 28, luyện tập tiết 2, viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi, đọc mở rộng. Mời các em mở sách giáo khoa trang 125, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết đoạn văn. Yêu cầu số 1 như sau: quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Các em hãy quan sát hai bức tranh, trả lời các câu hỏi sau. Mọi người đang ở đâu? Đây là bức tranh thứ nhất, là mọi người đang cắm trại. Bức tranh thứ hai là hình ảnh mọi người đang tắm biển. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bức tranh một nhé. Bức tranh thứ nhất, mọi người đang ở đâu? Cảnh vật nơi đó có gì đẹp? Mỗi người đang làm gì? Theo em, cảm xúc của mọi người như thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình quan sát tranh và trả lời các câu hỏi nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Câu hỏi thứ nhất đó là mọi người đang làm gì? Mọi người đang ở đâu? Chúng ta sẽ trả lời là mọi người đang đi cắm trại ở trong rừng. Cảnh vật nơi đó có gì đẹp? Câu trả lời như sau. Cảnh vật nơi đó có rất nhiều cây cối. Mỗi người đang làm gì? Chúng ta trả lời như sau. Mẹ thì đang dựng lều, còn các bạn nhỏ thì đang lấy củi để chất củi đốt đấy. Theo em, cảm xúc của mọi người như thế nào? Chúng ta có thể đoán được cảm xúc của mọi người khi được đi chơi là rất vui vẻ, thích thú và hào hứng đấy. Bức tranh thứ hai, chúng mình hãy quan sát tranh. Đây là cảnh đi tắm biển. Chúng ta trả lời, mọi người đang ở đâu? Cảnh vật nơi đó có gì đẹp? Mỗi người đang làm gì? Theo em, cảm xúc của mọi người như thế nào? Mời các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Trong bức tranh thứ hai, chúng ta thấy mọi người đang ở ngoài biển đấy, đang cùng nhau tắm biển. Và ta thấy cảnh đẹp nơi đó có gì đẹp? Cảnh vật nơi đó chúng ta nhìn thấy rất đẹp, có bầu trời trong xanh, có biển và bãi cát. Mỗi người đang làm gì? Chúng ta quan sát thấy là bố và mẹ thì đang ngồi nhìn các con chơi trò chơi thả thuyền dưới nước đấy. Theo em, cảm xúc của mọi người như thế nào? Chúng ta thấy cảm xúc của mọi người trong bức tranh thì thấy mặt mọi người rất là tươi cười, hớn hở. Đặc biệt là các bạn nhỏ thì rất là thích thú với trò chơi thả thuyền đấy. Như vậy, qua hai bức tranh chúng mình đã quan sát và trả lời được các câu hỏi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển tiếp sang yêu cầu thứ hai nhé. Yêu cầu thứ hai là viết 4 đến 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân hoặc thầy cô bạn bè. Gợi ý như sau. Gợi ý thứ nhất, các em sẽ nói là em đã được đi đâu, vào thời gian nào, có những ai đi cùng với em. Gợi ý thứ hai, mọi người đã làm gì? Mọi người đã làm những gì? Gợi ý thứ ba, em và mọi người có cảm xúc như thế nào trong chuyến đi đó? Gợi ý thứ tư, nêu cảm nghĩ của em về chuyến đi. Dựa vào 4 gợi ý này, các em hãy viết 4 đến 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng với người thân hoặc thầy cô bạn bè nhé. Để các em viết tốt bài văn này, cô giáo cho các em tham khảo một số bài văn mẫu như sau. Bài văn thứ nhất, hôm nay mẹ đưa em đi chơi ở vườn bách thú. Ở đây có rất nhiều con vật. Em và mẹ cùng nhau quan sát các con vật rất đáng yêu.
Em thích nhất là được chơi với những chú thỏ. Em và mẹ thấy rất thoải mái khi đi chơi. Em rất hạnh phúc vì được đi chơi cùng mẹ. Bài văn mẫu thứ hai. Nghỉ hè, gia đình của em có một chuyến đi du lịch. Chuyến đi đến Đà Nẵng trong 3 ngày 2 đêm. Em và gia đình đã được ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng và thưởng thức nhiều món ăn ngon. Mọi người trong gia đình em rất vui khi đi chơi. Em cảm thấy thành phố Đà Nẵng rất đẹp. Bài văn thứ ba. Cuối tuần, bố mẹ đưa em đi chơi. Em đã được đến vườn bách thú. Sau đó, em còn được đi xem phim. Chuyến đi rất vui vẻ. Gia đình của em đã chụp nhiều bức ảnh cùng nhau. Em mong được đi chơi cùng bố mẹ nhiều hơn. Như vậy, cô vừa giới thiệu với các em một số bài văn mẫu. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện viết bài văn vào vở ô ly nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng ta có thể chia sẻ bài văn với người thân và bạn bè của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 2, đó là phần đọc mở rộng. Yêu cầu của phần đọc mở rộng như sau. 1. Tìm đọc truyện dân gian Việt Nam. Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam có rất nhiều câu chuyện hay và những câu chuyện cổ tích thú vị. Các em hãy tìm đọc những câu chuyện dân gian Việt Nam ở hiệu sách hoặc trong thư viện của trường nhé. Yêu cầu thứ hai như sau. Kể với bạn nhân vật hoặc sự việc em thích trong truyện đã đọc. Ví dụ như trong câu chuyện mình đã đọc thì mình phải nói được là bạn đã đọc chuyện gì. Và chúng ta đây thấy mẫu hai bạn đang nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe, đó là một bạn thì hỏi: bạn đã đọc chuyện gì? Bạn kia trả lời: tớ đã đọc chuyện Thạch Xanh rồi đấy. Tớ rất thích nhân vật Thạch Xanh. Ngoài ra chúng ta có thể kể với bạn thân của mình những nhân vật hoặc sự việc mà em thấy thích nhất ở trong câu chuyện mà mình đã đọc nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.